Hả? Mình nắng. Tại vì cái này nó trơn ha, mình cầm đây nè. Em quay nha. Rồi đó, hai đứa cầm này nè. Hai đứa cầm trên sau, còn không có cái bên kẹp vô cầm. Cái bên nữa kìa. Được chưa? Rồi bây giờ nào? Bây giờ làm cái nào? Bây giờ banh cái mỏm nó ra. Được chưa? Ha. À. Banh mỏm nó ra. Đó, được không? Hai mỏm rồi chưa? Wow. Nha. Rồi cắt ngang cái phần mỏm trên. Cái kìa không? Cắt ngang phần mỏm trên. Qua đây đứng rồi thì. Rồi làm đi. Gạch mấy ngón thôi. Bên kia nữa. Trời ơi, chị bẻ bằng bên mới lấy ra được kỳ. Cái mình cơn kia kẹp kìa. Cái nó nhỏ rồi. Gạch mấy ngón thôi, đừng kẹp hết bàn chứ. Nó cầm gì là để lỡ mà cái người nào thao tác đó, nó không có bị trúng vào tay mình. Rồi, nó nào bánh mỏm ra cắt nó đi. Bên găng tay đâu? Dao nè. Dao đâu? Dao đây, dao đây, dao đây. Dao đây, dao đây. Nè chị ơi. Có 50.000 trái. Tiếc chứ thầy. Bao trăm hả thầy? Thầy mà thầy mới có giá đó chứ. Bạn đó giờ không có tấm tình với vậy. Nước sôi rồi đó. Gà chết chưa? Nước sôi kìa. Rồi cái này xích quanh bên, để gà làm luôn. Tao từng nào mới xong. Má học lại thấy con sao học nếu phải từ từ thấy. Đầu quanh kia. Rồi đây là bắt gà lên đây. Chỉ cho làm. Bây giờ ít nào bây giờ cắt mỏm nó đi. Cắt rớt đầu trên lên, cái môi trên lên. Này đeo tay cũng xong nữa. Thổi bằng tay sao mà mới đeo vô nó dễ găng không tay biết hết. À, đeo vô bình thường 50 cái mà rách cái này 100.000. Chào mừng lần hai con. Tay thầy mang vô được mà tay nó mang chẳng lẽ vô không được. Quay sao thấy hai con hay giờ? Tay thầy đeo vô nó muốn nù luôn á. Cái gì xúc xích vậy? Sao ý gì sao mới nói gì? Ú! Mập á! Chắc là bành mổ hết không được. Ờ, bành mổ hết cũng được, thầy mới bành xong thì nó bành được. Sợ ngớt cắn hả? Lấy cái ben hay cái nhíp gì đó, chặn ở dưới đó. Ben gì đấy? Biết nè. Lấy vô nó là cầm rồi kẹt con mổ nó lại. Mày nét nè. Tao còn có một tay kẹp đâu. Kẹp như thế. Kẹp ngang dưới này nè. Dạ. Tao kẹp cái cơ chơi tao cắt kẹp dưới làm gì? Dạ. Hả? Rồi bắt đầu đi. Trời ơi. Nát mỏ nát luôn. Rồi cắt đi, kệ nó một dưới kệ đi, bỏ ra đi, có sao đâu, có cho rồi được rồi. Cắt. Rồi. Rồi mổ xong rồi. Dao. Dao. Nó làm đúng cái này nè, đứng đúng được rồi. Dao đây đây kìa. Lấy kéo cắt dao gì. Đấy. Bây giờ bên đó kể đi rồi bên gà. Kéo nhà, kéo tròn đây. Gà nó làm nè. Hay đứng ngoài đó làm. Đi qua làm. Rồi. Làm đừng con. Kéo hết qua ngoài kia. Rồi con gà nè, đứa nào làm bây giờ cắt này nè. Hay tôi thấy. Hả? Tôi thấy con này chứ. Con dễ coi thầy. Làm đừng con đi thầy. Con ấy biết thầy. Có biết không thi lần nào có làm được đâu mà coi như cũng vậy. Lỡ giờ biết sao thầy. Thì làm đi nhanh lên. Làm lẹ lên, nó dưỡng đâu rồi cầm. Nó ngược nó cắt mà đứng bên này như đứng đó. Cắt gì? Kéo công vậy? Kéo công á nha. Cái nhọn bên kia kéo công bên mặt. Ai cũng nghe của mình. Kéo công kéo nhọn. Đứng qua đây nè, nó đứng qua đây nó cắt mới được. Đi qua kia. Cắt nghe luôn hả? Oh my god. Cắt bay đầu lên. Ai cũng hiểu có một người không hiểu. Mà đứng cái thằng không hiểu vô làm. Cắt nghe nghĩa không? Ừ. Mày càng lớn á. Rồi xong rồi. Chưa? Rồi đó quan sát coi có gì xảy ra. Cái lưỡi. Thầy đâu kêu quan sát cái lưỡi làm gì? Máu chảy ra. Cái này liên quan đến hệ thần kinh vận động đó. Con ở nó vẫn còn sống. Bữa nay nói dùng sao mà tê liệt rồi nhớ không? Bữa nay nói chưa? Chưa. Cái tủy á. Trung ương cái hệ thần kinh tủy sống rồi đó nhớ không? Phật á. Chấn thương còn sống tại sao chấn thương sống người liệt á, hay là chúng ta mà bây giờ mà mình hay có mổ đẻ đó biết không, hồi xưa gây mê bị gây tê đó đúng không, nên thấy là cái này ta đang cắt bỏ trên là ta bỏ cái phần hệ thần kinh trung ương phải cắt bỏ đầu rồi
đúng không? Mà rõ ràng cũng ít vẫn gì hoạt động bình thường đúng không? Thả ra vẫn chạy được luôn á. Được chưa? Tôi muốn chứng minh là coi như cái hệ vận động là hệ thần kinh nào điều khiển? Hệ thần kinh nào? Tỷ. Hệ tỷ là hệ thần kinh gì? Sống lưng. Không phải sống lưng. Không biết gì nghe coi lúc có hỏi. Hệ thần kinh sỏi hệ cái đó. Rồi được chưa? Cột sống hả? Rồi rồi ngược lại, lật ngược lại. Rồi lấy cái men nhíp nè, nè nè đây có cái phần cáo cơ nè, kẹp cái vô ha. Đó cái này cái cơ cái da không được chưa, ở trong này có phần cơ nè, thấy có cơ đó không đó, mấy cái kéo đi nè, cắt ngang rồi xong đây có phần cơ nè, nó cắt luôn, cắt dọc đây hiểu không, thấy tay giờ chỉ không, cắt đây lật ngược V. Lên rồi làm đi, cắt chữ V đi hả thầy? Ừ. Kéo cắt luôn. Đứng làm đi. Bỏ đứa căng bên. Lấy cái ben hoặc cái nhíp. Cái này không có nhíp rồi, có nhíp cặp dễ hơn. Nhíp đây nè thầy, nhíp đây. Cái nhíp nó kẹp không được, cái nhíp có máu mới được. Cái nhíp có máu bự cũng kẹp cái này rồi thầy. Cái ben có máu bự cái này. Từ từ. Kẹp cái nhíp chứ không có ben. Không có nhíp ở đây được. Đó có ben cũng được. Cái ben này có máu mà. Rồi kẹp. Ê từ từ cho tao mượn chân. Nó làm nè, cầm nó sao nó cắt. Đưa cái ben nó cho nó này nó cầm kéo lên nó cắt. Cắt đi em cắt. Cầm tay trái á. Kẹp đi rồi cầm tay trái kéo lên. Kẹp bằng tay phải sao mà chuyền qua tay trái? Kẹp bằng cái tay á. Cắt đây hả thầy? Để em dùng một người làm thôi đừng lung tung. Lấy con dao. Dao đâu? Đây xí 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 xí. Xí. Cái này nó bu. Tí nữa thế nào cũng có đứt màu ăn. Thấy chưa? Rồi. Giảm. Nó căng khó đâu. Rồi nó cắt cái đó đó hả? Ai không biết. Thật rồi, ai cũng biết của mình không biết được cho nó làm. Mày thấy nó gì? Cắt cái trên đi, sao cắt cái đó? Trời ơi. Cắt cái nữa. Cắt ngoài đây nè. Nè thầy. Trời đất ơi, chỉ đâu cắt đây nè. Ngang cái. Mạnh tay lên. Đừng có cứa. Rồi, được rồi. Được rồi, đó cầm phần cơ trong đó. Da riêng. Da đi. Tháo cái cây ben ra. Kẹp cái phần cơ lên thì nó có cái nhíp dễ hơn. Bỏ con dao ngồi xuống. Rồi đố mà nó ghi ra được á. Quán. Quán. Lột da nó.